các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn một cái mẫu lều khá là nổi tiếng, đó là lều Flytop dành cho 2 đến 3 người. Mẫu lều này ở thị trường Việt Nam, nếu như những bạn mà đã tham khảo về nhiều mẫu lều trước thì các bạn sẽ không còn lạ gì với cái mẫu Flytop này. Vì ví dụ các bạn thấy ở trên những cái nhiều lều Flytop là cái mẫu lều 2-3 người này. Và bây giờ mình xin được phép bung lều, dựng lều để giới thiệu cho các bạn rõ hơn. Mẫu này thì mới về shop mình, thì mình cũng rất là háo hức để mà giới thiệu đến các bạn. Lều Flytop này thì có cái chiều dài là khoảng 2m1, ngang thì 1m5. Nó phù hợp cho một chuyến du lịch khoảng 2 đến 3 người. Lều này là lều khung dựng, lều khung dựng. Trước thì mình cũng có giới thiệu nhiều về lều tự bung. Riêng mẫu Flytop này nó là lều khung dựng. Để dựng được một chiếc lều này thì chúng ta thường phải có 2 người. Vì một người thì nó cũng dựng được nhưng mà nó hơi khó một chút xíu thôi. Wow. Cái bộ khung lều mình thấy rất là giá trị. Rất là đẹp. Đi kèm theo một cái lều như thế này thì chúng ta sẽ có một cái phần thân chính, một cái lớp phủ ở trên, là đây là lều này, lều hai lớp. Nhìn vào những cái phụ kiện mà đi kèm theo lều thì mình đánh giá đây là cái lều phải thuộc dạng là cao cấp. Lý do là hãy nhìn kỹ những cái khung lều, từ cái cọc nó trâu chuốt rất là kỹ, và cái khung lều cũng vậy, những cái thanh như thế này. Thì ở những cái lều trước mà mình đã từng review á thì cái khung lều nó làm rất là bình thường. Cái cọc cũng vậy thôi, cái cọc chỉ là một cái thanh sắt bình thường, nhưng mà này nó được trau chuốt, các chi tiết rất là ok. Khung lều này phải nói là nó giữa hai thanh với nhau á, nó có một cái độ hít khá là tốt. Rồi, trong cái trường hợp mà chúng ta phải tự dựng lều một mình thì các bạn làm y chang như mình, là mình cố định hai bên này để mình đẩy bên này lên. Cứ thoải mái mà đẩy nha. Vì khung lều được làm bằng là carbon rất là chắc chắn. Đó. Nó cũng khá là đơn giản để dựng một cái chiếc lều như thế này. Rồi. Tiếp theo là chúng ta phủ cái lớp thứ hai lên. Đẹp hay xấu là do cái lớp thứ hai này đây.
Chiếc lều này thì nó có cái mẫu flytop này thì nó có khoảng 4-5 màu, thì mình có để trên cái video, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái những cái màu của nó. Ở giữa các chân thì nó cũng có một cái khóa khớp khóa vô. Rồi, lúc này các bạn có để ý nó, chúng ta vẫn còn những cái cọc. Thì những cái cọc này nó sẽ đóng lên trên mặt đất. Những cái cọc này nó sẽ đóng để nếu cái lều lên. Nếu như phải cắm trại trên bãi biển thì các bạn hãy lựa những cái vùng đất cứng, không nên cắm cọc trực tiếp lên trên cát quá mềm. Rồi, đơn giản, rất nhanh, các thao tác rất là nhanh để dựng được một cái chiếc lều flytop này. Và mình giới thiệu luôn, lều flytop nó có một cái hay là nó có cái hệ thống thông gió nè. Ở trong này là cái lưới để thông gió vô trong để tránh nóng. Trong trường hợp nếu như mà các bạn muốn có một cái cửa thì ok. À, bị ngược cửa rồi. À đúng rồi, vẫn đúng. Thì đây là phía trong của lều. Mình nói luôn, vải lều được làm bằng một cái chất liệu polymer 290T, BU là 4000, còn ở dưới này là 210D và là BU là cũng 4000 luôn, cho nên là có cái khả năng chống nước rất là tốt. Dù trời mưa to hay mưa nhỏ thì ở trong cũng không có sợ ướt. Lều thì có thể nằm được hai người. Cái chiều ngang này, là nó 1,5 m. Còn dài này nó là 2,1 m. Nó tốt cho các bạn, thí dụ như là các bạn muốn nằm hai người thì rộng rãi, nhưng mà nếu như trong trường hợp mà chúng ta đi ba người thì sao, thì vẫn có thể nằm được. Hơi ấm một chút thôi. Rồi mình thử cho các bạn xem nha. Lều rất là thoáng. Trong này thì nó có thêm một cái để chúng ta để điện thoại nữa. Đây, chúng ta để điện thoại hay bất cứ cái thứ gì. Đó, nó có cái túi nhỏ như thế này. Bên này cũng có, tương tự.
Lều thì có thể các bạn đóng được từ trong, tại vì nó có cái khóa, hệ thống khóa nó là khóa hai chiều, đóng được từ trong. Chiếc lều này thì các bạn đã gặp được rất nhiều rồi, có thể là trong những cái bức hình mà bạn bè đã đi phượt về thì cái lều này các bạn đã thấy khá là nhiều rồi. Đó, khá là đẹp. Nếu mà ban đêm nằm trong này thì đảm bảo các bạn là các bạn không có bị bí hơi là một. Và nếu như trong những cái trường hợp mà mình cắm trại ở ngoài bãi biển hoặc là trên đỉnh đồi, trời có gió nhiều thì ở trong vẫn đảm bảo là không có bị gió thổi mạnh. Rồi. Vậy thôi, cảm ơn các bạn. Nhớ like và subscribe cho Linh Kiện Store nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.